tại một thành phố nhỏ được mang tên Amakra. Phía đông và đại xa hải quê hương cô bé Samira, kiếm sống ngay trên đường phố bằng những tài năng biểu diễn, khiến cho những người lữ hành lóe mắt lên vì quá tuyệt. Ngay trong ngày sinh nhật thứ 14 của Samira, những kẻ lạ mặt có vũ khí tràn ngập thành phố Amakra. Họ bắt những kẻ vô tội và giết chết ngay tại đó. Cơn thịnh nộ của cô bé không thể làm gì vì còn quá nhỏ, ám ảnh trốn chạy gia đình phải rời nơi đây, bỏ lại sau quê hương đang bị kẻ ác bao vây. Cả nhà chuyển đi nơi khác đến một thành phố an toàn, đó là một cảng biển với sự thống trị của Nosset. Gia đình thuộc viện tị nạn chấp nhận để cuộc sống qua ngày. Samira thì lại quyết tâm tìm lại chính mình tại nơi đây. Cô chấp nhận sự kêu gọi tham gia một chiến đoàn Nosset. Samira đã được đào tạo rèn luyện mà không hề thấy mệt. Sự kỷ luật và nghiêm khắc, những xuất sắc trong trận chiến được bàn giao những phi vụ sau 2 năm khi huấn luyện. Cô thể hiện sức mạnh trong những trận đấu xuống sinh tử, hiên ngang cùng với thanh kiếm đối đầu ác thú hay quỷ dữ. Trong một phi vụ đặc biệt nhận lệnh từ thủ phủ đưa lại, cô phải giết chết kẻ thù thiệt hại đi tổ chức ly khai. Pháo đài đối thủ nổ trung tâm đó có cô còn sót lại, cơ thể chấn thương nghiêm trọng hiện tại phải mù đi mắt phải. Với nội tại thích thể hiện, Samira xây dựng chiêu thức ứng biến bắn rạn viên đạn lúc biến phá hủy đạn đối phương, đánh liều lướt xuyên địch với những lướt chém thật biến hóa, giải phóng bảo đạn điên cuồng từ chính chiêu thức hỏa ngục liên xạ. Tại thế thể hiện, Samira xây dựng chiêu thức ứng biến bắn rạn viên đạn lúc biến phá hủy đạn đối phương, đánh liều lướt xuyên địch với những lướt chém thật biến hóa, giải phóng bảo đạn điên cuồng từ chính chiêu thức hỏa ngục liên xạ.